Ngày 7 tháng 9 năm 2024, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Phước do ni sư Thích Nữ Như Hiền, Phó Ban trị sự trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Tân Minh, thị xã Bình Long làm trưởng đoàn, làm sư cô Thích Nữ Chúc Phương, trụ trì chùa Tường Dân, huyện Hấn Quảng, kết hợp cùng gia đình Phật tử Diệu Hoa, đạo tràng Phật tử chùa Tân Minh, chùa Tường Dân, quý mạnh thường quân nhà hảo tâm, tổ chức trao tặng 250 phần quà đến bà con kiều bào Campuchia hồi hương và 100 phần quà trung thu cho các em nhỏ tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đón tiếp đoàn có ông Lê Văn Công, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành, cùng quý vị đại diện chính quyền địa phương sở tại. Tại đây, ni sư Thích Nữ Như Hiền gửi lời thăm hỏi động viên bà con kiều bào cùng các em nhỏ đến nhận quà, kính chúc tất cả đón mùa trung thu thật hạnh phúc và ấm áp. Ông Lê Văn Công gửi lời cảm ơn đến đoàn đã quan tâm đến bà con kiều bào của mình mà từ tỉnh Bình Phước đến đây trao tặng những phần quà thật ý nghĩa nhân Tết Trung Thu sắp đến. Kính chúc đoàn thật nhiều sức khỏe và an lành. Tiếp tục quan tâm và có những chuyến đi thiện nguyện đến vùng sâu vùng xa giúp cho bà con với các em nhỏ tại đây. Được biết, 250 phần quà mỗi phần trị giá 360.000 đồng gồm gạo, mì, đường, quần áo, nhu yếu phẩm và 100 phần quà trung thu cho các em, mỗi phần trị giá 100.000 đồng, tổng trị giá được trao tặng quà là 100 triệu đồng.